想有资格把时间划分三角，九六指责是人是妖是现实魔，原本只是在心里一念之隔，火眼金睛都看不过，命运多么难测，一正一邪都有因果，普天下众生形形色色，修炼成了自我，齐天大圣有谁叫我天下无双，乾坤八卦又怎样，就算是地下天堂谁能阻挡，五行山压住锋芒，金刚锤收服了狂，我依然还是最强，电视我光一路行者无疆，谁叫我người quen báo hợp này là tín vật định tình ta tặng cho nàng. Cô ấy đã từng thề nếu ai có thể rút được tử thần bảo kiếm của cô ấy ra khỏi vỏ thì chính là Lam Quân Như Ý. Vậy có phải chàng thích cô ta không? Người ta là thần tiên, ta là cái gì? Ta là một người phàm, làm gì có chuyện cô ấy thích ta được chứ? Người mà dương tốt lắm mà. Được, ta lấy thôi. Nhắm mắt lại đi. Chưa đếm đến 1000, tuyệt đối đừng có mở mắt ra. Tại sao chàng lại lừa ta hết lần này đến lần khác vậy? Tại sao lại tổn thương ta? Tại sao lại lấy lại Nguyệt Quang Bảo Hợp? Tại sao lại kết bái huynh đệ với Ngưu Ma Dương? Với cả, tại sao lại giấu ta ở bên ả đó? 100.000 câu hỏi tại sao? Gì mà lắm tại sao vậy? Làm sao ta biết được có cả đống tại sao? Ghét quá. Nè, dù chàng có tổn thương ta bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ tha thứ cho chàng mà. Chàng nói xem, có phải ta tiện lắm hay không hả? Tất nhiên không phải rồi. Kẻ đê tiện rõ ràng là ta. Là ta sơ ý quá nên mới để Ngưu Ma Dương lừa lấy lại Nguyệt Quang Bảo Hợp. Không ngờ sai một ly đi một dặm. Để lấy lại Nguyệt Quang Bảo Hợp, để trở lại quãng thời gian đẹp nhất của chúng ta, ta đành phải như vậy. Ta chỉ đành kết hôn với muội muội của hắn. Lòng của ta khổ lắm đó. Bảo Bảo không khổ đâu. Bảo Bảo yên tâm, có ta đây, ta nhất định sẽ giúp chàng đối phó Ngưu Ma Dương. Nhưng mà đừng nói chuyện này cho Tử Hà biết. Nàng yên tâm đi. Không đâu, bây giờ chúng ta đi luôn. Đi. Nhưng mà cả đêm qua tâm trạng của ta lên lên xuống xuống lợi hại quá. Ta thấy hơi mệt rồi. Nói thừa, giấc dưỡng cả ngày không mệt được sao? Ngủ sớm đi. Làm gì vậy? Lại đây đi nào. Thôi đi, để lần sau. Lại đây. Phải thế này ta mới yên tâm được. Dậy. Sao lại ở phòng của ta? Ngươi vô liêm sỉ.
Lúc đó thanh kiếm cách cổ của ta chỉ có 0.01 cm, nhưng sau một thời gian 1/4 nén nhang, nữ chủ nhân của thanh kiếm đó đã triệt để yêu ta. Vì ta quyết định nói ra một lời nói dối. Tuy đời ta từng nói vô số lời nói dối, nhưng mà lần này ta cảm thấy là lần hoàn hảo nhất. Tại sao ngay cả cô cũng muốn giết ta vậy? Còn phải hỏi sao? Mong cô nương chỉ giáo. Được thôi. Vậy ta nói cho ngươi nghe, rõ ràng ngươi quen biết ta mà lại giờ như không biết. Trước mặt của ngươi Ma Dương, đó là vô nghĩa. Ở nhà ngươi còn có vợ kết tóc mà vẫn thành thân ở đây, đó là vô tình. Ngươi đã sắp thành thân với ngươi luôn luôn rồi, mà còn nắm tay của ta, đó là vô lễ. Vô nghĩa, vô tình, vô lễ. Ngươi nói xem ngươi có đáng chết không? Trả lời của ta. Cô nên làm như vậy. Ta đáng chết. Đã từng có một tình yêu chân thành bày trước mặt ta, ta lại không biết trân trọng. Cho đến khi ta mất đi rồi mới hối hận không kịp. Điều đau khổ nhất trong cõi đời này cũng chỉ có vậy thôi. Thanh kiếm của cô hãy tiếp tục cắt xuống cổ của ta đi. Đừng có do dự nữa. Nếu ông trời chịu cho ta một cơ hội để làm lại từ đầu, ta sẽ nói với cô gái đó 3 chữ: ta yêu nàng. Nếu nhất định phải gán cho tình yêu này một thời hạn, thì ta hy vọng sẽ là một dạng năm. Vậy chàng định giải thích với nương tử chàng thế nào? Nhất định phải giải thích hả? Ta nhất định phải lấy lại nguyệt quang bảo hộp, rồi đưa nàng về đó giải thích rõ ràng. Cho dù người khác có nói ta thế nào, ta cũng không cần biết người đời sau sẽ mắng giết ta thế nào. Một mình ta trụ được. Người không lừa ta đó chứ? Nhưng mà ta căm hận bản thân không có bản lĩnh lấy lại nguyệt quang bảo hộp. Ta sẽ giúp ngươi. Không được đâu, nguy hiểm quá. Ngươi không muốn hả? Muốn chứ. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi sớm lấy lại nguyệt quang bảo hộp. Đi thôi. Không bảo bảo. Đâu rồi? Không bảo bảo. Mở cửa. Đúng rồi Tử Hà, ta còn một chuyện nữa muốn hỏi nàng. Hôm đó nàng muốn ta cùng nàng làm 3 việc. Ta biết nàng muốn ta sớm lấy lại nguyệt quang bảo hợp mà không bị Thanh Hà làm hại. Có thể nói là dốc mọi tâm tư. Nhưng chỉ có cái vụ trèo núi đó, đến tận giờ ta vẫn chưa thể hiểu được. Không có gì đâu, chỉ muốn cùng chàng đi ngắm cảnh thôi mà. Đơn giản vậy sao? Đơn giản vậy thôi. Sao nàng không đi? Sao chàng không đi? Chàng đi trước đi. Tử Hà, không hiểu vì sao trái tim ta đột nhiên rất là đau.
Thế bây giờ đỡ nhiều rồi. Đó là lời dèm pha, hoàn toàn là vu khống ta. Là ma mới tin lão đó. Hai người ở đây làm gì? Đây là ai? Hỏi người đó. Cô ấy là ai? Đúng rồi, hiền đệ, hỏi đệ đó. Cô ấy là ai? Nói đi chứ. Cô ấy... vợ có tóc của ta. Hiền đệ, đệ quá đáng quá rồi đó. Huynh đệ tốt. Vậy mà lão còn gả muội muội cho hắn sao? Thế nên vợ của đệ ấy mới không chịu nổi, đến đây đánh ghen đó. Còn lâu ta mới tin. Đơn giản lắm. Hai người là một đôi. Chủ yếu nhất là xem vào sự ăn ý. Phu nhân à, vũ đạo kia tuyệt thật đó. Ăn ý gớm ha, làm người ta cũng muốn nhảy theo. Dừng! Các người coi đây là sàn nhảy sao? Nói rõ cho ta biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải ta đã nói rồi sao tẩu? Tẩu sao? Xin lỗi nha, phải là Ngưu phu nhân, đúng không? Trước đây, khi cùng ngắm trăng với ngươi, ngươi thường gọi ta là Tiểu Điềm Điềm. Giờ thì hay rồi, có mới nói cũ, đã gọi ta là Ngưu phu nhân rồi. Tiểu Điềm Điềm, cười cái gì? Ngươi tưởng ta ở xa là vì con trâu thối kia sao? Ta chính là sự vô lương tâm của ngươi đó. Đồ khỉ thối. Không ngờ con khỉ thối này lại lắm món nợ phong lưu như vậy đó. Ngươi mới biết sao? Ta mặc kệ. Tối nay ta ở đây đợi ngươi. Ta phải nói rõ mọi chuyện với ngươi. Nếu ta là cô, chồng ta muốn bên vợ bé, ta chết đi cho rồi. Thật sao? Đúng, không sai. Nhưng phải thiến người trước đã. Đi, phu nhân, Tôn Ngộ Không, con khỉ thối, người dám đối xử với ta vậy? Hương Hương, không được vô lễ, đáng đời. Ca, quên phải làm chủ cho muội đi. Làm chủ cái gì? Làm chủ cái gì hả? Mấy ngày nữa là ngày đại hỷ của muội rồi. Giữ mình tốt vào, Hương Hương, bình tĩnh đi. Không, ca à, ca à, Tôn Ngộ Không, ngươi cứ chờ đó. Thả muội xuống đi. Tử Hà, ta tin ngươi mà. Giờ ta sẽ giúp ngươi lấy người quan bảo hợp. Tối nay gặp ở đây nha. Ca à, ta muốn tính sổ với con khỉ thối kia. Thả ta ra, mau giúp ta đi nào. Thả muội xuống đi. Các người trông chừng tiểu thư, đừng để nó chạy ra ngoài. Bỏ tay ra. Hương Hương, muội hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Ngày thành thân, ca sẽ thả muội ra. Muội không muốn thành thân, muội muốn tìm tên khốn kia tính sổ. Hương Hương, Hương Hương à, hai người là người chết hay sao? Trông chừng tiểu thư đi nào. Dân dân dân, tiểu thư à, cô đừng làm khó bọn ta. Ta lớn từng này rồi mà vẫn bướng như vậy. Tránh ra. Không, không tránh, không tránh, không tránh. Không tránh, thả ta ra. Thả ta ra. Lấy đồ ra đây. Không phải là cái này đó. Chính là món đồ mà mỗi khi các ngươi dùng để đối phó với mẫu Ngưu Tinh đó. Đại Dương, lấy ra đây. Vốn là ta định để cho Tử Hà dùng. Hương Hương à, ta có lỗi với muội. Tử Hà, Ngưu Hương Hương, giờ lại thêm Thiết Phiến công chúa nữa. Tôn Ngộ Không rốt cuộc có bao nhiêu món nợ phong lưu đây? Rõ ràng mình là một tên si tình mà.
Sao có thể lăng nhăng như vậy được? Tôn Ngộ Không truyền thế thì sao? Không thể nào, không thể nào. Nhưng mà Tôn Ngộ Không thực sự ở đó sao? Hại ta phải chịu bao nhiêu rắc rối. Ta thù chết Tôn Ngộ Không này. Đại sư huynh, đại sư huynh, hầu tử, gọi ta sao? Qua đây nào. Nào 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 nào, làm gì vậy? Thả bọn ta ra đi. Đúng vậy đó. Tại sao? Huynh không cần giả vờ nữa. Bọn đệ đã nhận ra huynh lâu rồi. Thế là sao hả? Đại sư huynh à, trước đây huynh và Tử Hà cô nương đều liều chết ngăn Ngô Ma Dương ăn thịt bọn đệ. Bọn đệ rất là cảm động. Nhị sư huynh nói rằng cũng hiểu rồi, nhất định huynh có nỗi khổ riêng. Ngươi nghĩ nhiều rồi đó. Ta không muốn thành lợn nướng đâu. Mau thả bọn đệ ra đi, có được không? Nếu ta thả các ngươi ra, nếu Ngô Ma Dương không có gì để ăn, vậy không phải sẽ là thiên hạ đại loạn hay sao? Đại sư huynh, thiên hạ đại loạn, huynh không sợ sư phụ của chúng ta bị ăn hay sao? Yên tâm đi, người đáng ghét như sư phụ sẽ không chết như vậy đâu. Khốn nạn, quay lại đây. Đại sư huynh, đại sư huynh. Đợi chút đã. Chìa khóa của ngươi. Nguyệt Quang Bảo Hợp sắp là của ta rồi. Hiền đệ à, hiền đệ à, Ngưu huynh à, hiền đệ, Hương Hương tính tình không tốt, đệ đừng trách nó. Nhất định nó nghe được chuyện Tử Hà cô nương là vợ đệ nên mới giận vậy đó. Làm liên lụy tới đệ rồi. Nhưng mà đệ yên tâm, phía Hương Hương đã lo xong rồi. Ta nhất định sẽ để hôn lễ của đệ phải thật rực rỡ đó. Cảm ơn Ngưu huynh. Hiền đệ tốt của ta. Không có gì đâu. Còn khỉ thối này, không xứng làm đại sư huynh của chúng ta. Dòng ơn bội nghĩa, thấy chết không cứu. Thật sự muốn biến ta thành lợn nướng hay sao? Sang trái một chút. Đúng vậy đó. Cho dù huynh biến thành lợn nướng cũng không phải trơ mất ra. Nhìn sư phụ bị người khác ăn mất, ta không bị ăn sao? Nguy hiểm. Dù sao cũng chết. Ta là một người tiêu cực. Đường Tăng, Đường Tăng, Tử Hà cô nương, sao lại chỉ có ngươi thôi? Qua đây nào, có chuyện này nói với ngươi. Tuyệt đối không được hành động sơ suất. Chúng ta nhất định sẽ cứu các ngươi ra. Đừng lo, ta đang kiểm soát mọi chuyện rất là tốt. Ta biết đại sư huynh sẽ không bỏ rơi hai chúng ta đâu mà. Nhị sư huynh à, suýt nữa thì huynh trách quan đại sư huynh rồi. Ngươi hiểu gì chứ? Ta biết sao bộ mặt lạnh lùng của huynh ấy đang ẩn giấu âm mưu gì mà. Ta đang phối hợp với huynh ấy thôi. Đệ là đồ ngốc, nói cũng không hiểu đâu. Giờ chúng ta đã không sao rồi. Chắc chắn là nhờ đại sư huynh bảo vệ chúng ta. Được thôi, ta tha cho huynh ấy. Còn huynh, sang bên phải một chút. Lại là ca của ta, cản ta sao? Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, đứng ở đó đi. Đừng có làm loạn. Ta nói cho cô biết, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ta đối xử với cô thế nào đây? Từ khi quen biết cô, ta chạm vào ngón tay của cô chưa? Ta chạm vào cô chưa? Cô nói như vậy, ta thấy rất là oan uổng. Ngươi còn nói không hay sao? Vậy tối qua, tối qua làm sao? Đó là vì ta dỗ cô ngủ mà thôi. Hơn nữa, thức khuya không tốt cho sức khỏe phụ nữ đâu. Ngươi,
Ngươi, ngươi có tin giờ ta đi giết Đường Tăng rồi đổ tội cho ngươi, cho Tôn Ngộ Không ngươi tội danh giết hại sư phụ để ngươi bị người ta chửi không? Ta cầu còn không được đó. Mau giết chết người đó cho ta luôn đi. Nếu mà không giết được thì ta coi thường cô đó, tội này Tôn Ngộ Không ta nhận cho. Vậy sẽ cho rắc rối càng nhiều hơn thôi. Tôn Ngộ Không, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Có phải ngươi yêu người khác rồi không? Không có ai cả. Ngươi do dự cái gì? Ngươi nói không có là không có hả? Ngươi nói thật đi. Người đó có phải là Tử Hà hay không? Tử Hà là phu nhân mới của ca cô. Chuyện này không thể nói lung tung được đâu. Ta biết rồi. Ta làm những việc này chính là để cho nàng biết ta thật lòng với nàng. Nếu có ngày ta phụ nàng sẽ bị dạng người phỉ nhổ, đánh mắng tùy ý, tuyệt đối không đánh trả. Đẹp quá à. Con gái thích làm đẹp cho bản thân. Nhìn dáng vẻ của phu nhân nhất định là nhớ đến những chuyện hồi bọn ta mới yêu nhau đây mà. Tuy nói tiểu yêu tinh hành hạ người khác Tử Hà khiến ta thay đổi thất thường, nhưng mà khó quên nhất vẫn là người vợ kết tóc với bộ dạng thiết tha. Không được rồi, ta phải đối tốt với cô ấy chút. Chỉ có dỗ được cô ấy về Quả Diệm Sơn thì ta mới yên tâm nạp thiếp được. Quyết định vậy đi. Nguy hiểm quá. Đã xong rồi. Đại viên, mỹ nhân sao nàng lại ở đây? Ta hái ít hoa quả cho ngài ăn. Ngài muốn đi đâu vậy? Ta muốn xuống núi đi mua. Làm buôn bán. Đúng, làm buôn bán đó. Trên núi nhiều trâu quá, không làm ăn chút thì không nuôi nổi nhiều trâu đâu. Đại viên, gần đây ngài cũng học được không ít thành ngữ tốt. Đây đều là mỹ nhân dạy tôi. Vậy lúc nào ngài quay lại đây? Khoảng một canh giờ. Nàng yên tâm nha, sẽ không làm lỡ bữa tối với ánh nến của chúng ta. Qua quả đợi ta về ăn nha. Được rồi. Vậy ngài đi đường cẩn thận, an toàn trên hết. Được rồi, vậy ta đi trước nha mỹ nhân. Bye bye. Đại Dương, ngài có trong đó hay không? Ta đã mua ít hoa quả cho ngài nè. Đại Dương, ngài không ở trong phòng sao? Hay là cố ý lơ ta vậy? Vậy ta vào luôn nha. Biết diễn ghê vậy đó. Cô không làm diễn viên mà làm tiên tử cái gì chứ? Phòng bừa như vậy sao? Ta sẽ dọn dẹp giúp cho ngài nha. Của ta. Của ta. Của ta. Là của ta. Là của ta. Cái này đều là của ta mà.
tên thần kinh này. Từng nghe nói tiểu nhân giấu đồ, chứ chưa nghe nói trâu thối trộm đồ đó. Hương Hương này vừa ngu dốt vừa không ý tứ, còn muốn gả cho Tô Ngộ Không? Mội mội à, là tẩu sao? Đang nhìn trộm cái gì vậy? Ta nhìn cái gì liên quan gì đến tẩu? Sao lại không liên quan đến ta? Đây là nhà của ta. Mội nhìn trộm phòng của chồng ta. Tẩu đừng quên nhà tẩu ở Quả Diệm Sơn đó nha. Đây là nhà của ta. Hơn nữa, bây giờ là chồng của tẩu, sau này có phải không thì chưa chắc nha. Ta tưởng là nhìn ai? Thì ra là đang nhìn người tình cũ của chồng tương lai của mội sao? Tẩu nói linh tinh cái gì vậy? Thì ra mội vẫn chưa biết gì hết. Tử Hà này là vợ trước của Tôn Ngộ Không, họ vô cùng ân ái, tâm đầu ý hợp. Mội gả đi rồi, nhiều lắm cũng là thiếp thôi, dớ dẫn. Tử Hà cùng lắm thì cùng với con trâu đại ca ta, chứ Tôn Ngộ Không sao mà thích cô ta được chứ. Mội có ý gì vậy? Ý mội là nói ta không bằng mội rồi. Câu này ta không nói, là tẩu tự nói đó. Con trâu thối không phần lớn bé này, người làm trưởng tẩu như ta, hôm nay phải quản giáo hẳn hoi. Nha đầu thối không ai dạy dỗ mội. Tới đi, ai sợ tẩu chứ? Hai người đều ở đây. Người lại lấy kiếm giết ta? Thật sự ra tay với ta? Ta nói hai người có phải là hơi quá đáng rồi không? Ta nói là hai người có chuyện đó, thì nói ra rồi giải quyết rõ ràng đi. Đừng tưởng ta không biết người có gian díu với Tôn Ngộ Không. Gian díu thì có làm sao? Mùi không quản nổi người đàn ông của mình mà còn trách người ta sao? Tẩu còn dám nói người khác không quản được người đàn ông của mình. Người đàn ông của tẩu sắp bỏ vợ nạp thiếp rồi kìa. Mùi nói cái gì? Người mà vừa muốn nạp ai? Còn ai nữa? Cô ta đó. Tiện nhân chân đạp hai thuyền, dụ dỗ đại ca ta không nói, lại còn dụ dỗ cả Tôn Ngộ Không. Ta giết ngươi. Các ngươi ỷ đông hiếp yếu hả? Đừng có giết đồ bừa bãi mà. Thật là đào chết ta rồi. Ca à, chồng à, đại dương, ngài không sao chứ? Mỹ nhân giúp ta lấy ra đi nào. Lấy. Đau quá, không sao. Đừng sợ, thả lỏng đi nào. Thứ trên tay ngài là cái gì vậy? Trâm Ngọc mua cho thiết phiến, cô ấy nhất định sẽ rất là vui. Thiết phiến hả? Chồng à, nghe nói chồng muốn nạp thiếp. Không phải như vậy đâu phu nhân. Thì ra là Tử Hà này chính là vợ trước của Tôn Ngộ Không. Nghe ta giải thích đi đã. Tháng ngày không dài mà gan lại to ra, lại dám nạp thiếp sao? Chàng để ta ở đâu hả? Còn nữa, Tử Hà này vốn là vợ trước của Tôn Ngộ Không, huynh lại dám lừa muội để muội gả cho một kẻ đã có vợ sao? Huynh còn muốn lấy vợ hắn hả? Không phải như vậy đâu mà. Mau nói đi nào. Đầu của ta choáng quá đi. Trước đây luôn ngắm mặt trăng với người ta, lời nào lời đó ngọt ngào, mà bây giờ vợ cả vẫn còn mà lại muốn lấy vợ mới. Kẻ phụ lòng vô tình vô nghĩa này, xem ta xử lý chàng thế nào đây. Thảm rồi. Nhà đầu Hương Hương này bán đứng ta rồi. Bà vợ thối mà ra tay thì ta đừng hòng kết hôn nữa. Không được, phải dỗ vợ thối trước đã, đưa về Quả Diệm Sơn rồi nói. Câu quả
生让人再想你一遍，想让你快乐点，让你在身边，儿儿也别去。卖给我莫家大厦，当然，当然了，夫人。Phu nhân à, tuy là bình thường nàng cho ta quá ít tiền tiêu vặt, nhưng ta đã tích góp lại hơn 300 năm rồi, mới mua nổi cái trăm ngọc này tặng nàng đó. 300 năm nay, vất vả cho chàng rồi. Nhìn chàng, gầy đi cả rồi nè. Ai bảo không phải chứ? Chàng nói cái gì? Ta nói là, hàng ngày không được gặp nàng, đều rất là nhớ nàng. Nàng nói có vất vả không? Nhớ nàng đến mức khóc ra nước mắt. Yêu chàng là do ta bất đắc dĩ. Đừng tưởng một cái trăm ngọc là đã đuổi được ta. Phu nhân sao có thể chứ? Ta còn có quà khác muốn tặng cho nàng đây. Người đâu? Đến đây. Đại Dương, Đại Dương, ngài có gì cần dặn dò, đem Sa Tăng và Trư Bát Giới đến phòng bếp nói đi, để cho ta và phu nhân thưởng thức. Dân Sở Ngu à, ta cảm thấy Đại Dương cũng thật kỳ lạ đó, vốn là muốn lấy Tử Hà, sao lại cùng Thiếp Tiến công chúa chàng chàng thiếp thiếp chứ? Nam nhân đó mà, trước mặt là một chuyện, sao lại là chuyện khác? Có thể lừa ai thì lừa người đó. Vậy ngươi cảm thấy Đại Dương thích phu nhân hơn hay là yêu Tử Hà hơn? Đương nhiên là Tử Hà rồi. Muốn lấy Tử Hà mà, vậy thì có thịt Đường Tăng ăn rồi. Tối nay chỉ có thể ăn thịt của hai tên đồ đệ kia. Có cái để ăn là khá lắm rồi. Đứng lại. Hai người nói cái gì? Nói lớn lên. Đại Dương yêu cô. Không phải câu này. Chúng ta là nói Đại Dương nếu mà lấy cô, vậy là có thịt Đường Tăng ăn rồi. Câu cuối cùng kìa. Tối hôm nay, không nói có phải không? Không nói thì ăn hai người trước có được không? Được rồi, được rồi. Tối nay sẽ ăn Trư Bát Giới và Sa Tăng. Sao hả? Tiên tử à? Tiên tử. Phu nhân à, nàng về phòng nghỉ ngơi lát đã, lúc đến buổi tối sẽ sang gọi nàng. Phu nhân à, mì gió cái đi nào. Tuy nói đối phó với nữ nhân đơn giản, nhưng làm gì cũng mệt thật đó. Đại Dương à, Đại Dương, Đại Dương à, không hay rồi. Tử Hà tiên tử nghe nói là ngài muốn mời phu nhân ăn Sa Tăng và Trư Bát Giới, cô ấy ở trong nhà lao tức giận điên lên rồi. Cô ấy còn đánh rất nhiều huynh đệ bị thương, còn thả Trư Bát Giới và Sa Tăng đi. Thảm rồi ha, Đại Dương tức giận rồi kìa. Tử Hà cuối cùng cũng ghen rồi. Ghen cho thấy là để ý đến ta. Mỹ nhân à, Mỹ nhân à, làm sao vậy chứ? Ai bảo ngươi đến chứ? Kể giờ đây ta không muốn thấy nhất là ngươi đó. Đi đi. Mỹ nhân à, nàng nhất định là hiểu lầm ta rồi. Hiểu lầm, đúng, ta hiểu lầm rồi đó. Ta đã làm tưởng ngươi tình thân nghĩa trọng với ta, một lòng một dạ. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi lại muốn cùng Thiết Phiến công chúa Thiết Yến hả? Được thôi. Ngươi nếu mà tình cũ khó quên, ngươi có thể nói thẳng ta đi ngay đây. Mỹ nhân, ta chỉ muốn tạm thời để nàng ta yên. Trong lòng ta chỉ có nàng thôi mà. Chỉ có ta. Ngươi nói gì mà muốn mua bán gì đó? Thật ra là đi mua trân trâu ngọc trai cho cô ta. Mỹ nhân, cứ trân trâu ngọc trai ta tặng nàng ta là đồ giả. Ba quan tiền bên đường mua được. Được rồi, đồ giả ngươi chẳng thèm tặng ta. Sao ta thấy được ngươi thật lòng. Đi 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 đi. Mỹ nhân, nàng xem đây nè. Nguyệt quan bảo hợp. Mỹ nhân à, tặng cho nàng ta là đồ giả là muốn nàng ta mau chóng về Quả Diệm Sơn, chúng ta mới thành thân được. Chỉ có mỹ nhân mới xứng với bảo bối này thôi. Muốn ta tha thứ cho ngươi cũng không phải là không thể. Tối nay ngươi phải nói thẳng ra với mọi người, ngươi muốn bỏ thê tử lấy ta. Nhớ đó, chỉ có tối nay thôi. Không thì ngươi sẽ mãi mãi mất ta. Ta đồng ý với nàng, ta đồng ý mà. Hơn nữa, ta thấy tin tưởng tối nay, nếu như hôm nay ngươi đề cập đến chia tay, tỷ lệ thành công là 100%. Tối nay nhất định chia tay. Được rồi, ta có hơi buồn ngủ rồi. Ngươi đi chuẩn bị yến tiệc, ta muốn nghỉ ngơi. Được, được, được. Ngươi làm gì vậy? Giúp nàng dọn dẹp một chút. Không cần, không cần. Mau đi đi, mau đi đi.
Ta sẽ không làm ồn nàng đâu, có đi không đây? Được thôi, mỹ nhân à, vậy chúng ta tối nay gặp nha. Đi đây. Nếu như đến lúc đó người dám nói đến việc bỏ thiếp phiến công chúa, cô ta không xử đẹp ngươi mới lạ đó. Đến lúc đó ta sẽ đem hộp Nguyệt Quang Bảo này cùng Chí Tôn Bảo cao chạy xa bay. Đại Thánh, Đại Dương nói là tối nay thiết yến, yến tiệc có mời thiếp phiến công chúa, mời ngài cùng tham gia. Ta biết rồi. Đúng rồi đó, nhất định phải đến đúng giờ. Ta biết rồi. Lại là tối nay sao? Hôm nay ta hẹn Ngưu phu nhân. Ngưu Ma Dương nếu như hẹn Ngưu phu nhân, cô ta hẳn sẽ không đến rồi. Ngưu phu nhân? Không không không, ta không phải là Ngưu phu nhân. Tối nay ta sẽ không đến chỗ đại yến đâu. Chúng ta không gặp không về. Ta vừa muốn đến chỗ hẹn, vừa muốn đến chỗ đại yến tiệc. Cũng may tối nay Tử Hà ở cùng Ngô Ma Dương. Ta lấy được hộp Nguyệt Quang Bảo rồi. Tối nay ta đến tìm huynh, chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay. Tối nay lại là tối nay. Còn có hộp Nguyệt Quang Bảo. Hộp Nguyệt Quang Bảo ta lấy được rồi. Ta biết là muội giỏi nhất mà, Tử Hà. Đợi ta đi, Tinh Tinh. Được đó, có kịch hay để xem rồi. An toàn. Nhị sư huynh, giờ chúng ta làm sao đây? Cứu sư phụ thôi. Cứu sư phụ. Nhà lao của sư phụ hình như ở bên kia. Bên đó có bao nhiêu là người, để muốn đi dân mạng sao? Đúng 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 đúng. Vậy phải làm sao đây? Mặc kệ sư phụ sao? Thì ra đệ là loại người này sao? Lòng dạ sao lại nghĩ như vậy? Không phải, không phải. Vậy nghĩ như vậy cũng thôi đi. Để còn dám nói ra, ta sẽ không bỏ rơi sư phụ đâu. Giờ đây người duy nhất có thể cứu sư phụ đó là Đại sư huynh. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Để xem, ta đã nói là đại sư huynh sẽ không làm qua loa như chúng ta đâu, nhất định sẽ cùng chúng ta cứu sư phụ mà. Muộn thế đi ra đi tiểu sao? Không cần khen ta, ta chỉ là cao minh hơn huynh chút, không có gì đâu. Mau đi thôi nào, mau đi cứu sư phụ, đi thôi đi thôi đi thôi. Mấy đứa à, chuẩn bị xong cả chưa? Xong cả rồi ạ. Cung thủ. Được, nhân lúc chưa ai đến, mau chóng lau chùi cung tên cho sáng loáng đi. Rồi ám khí. Ai bảo ngươi bắn hả? A Tai Ba, ai bảo ngươi bắn hả? Mau lùi xuống cho ta. Đại Dương à, ngài xem quy lực của đội ám khí chúng ta đó.
Đại Dương à, nhưng mà ngài yên tâm, nếu tối nay Thiếp Phiến công chúa có làm gì bất kính với ngài, ta sẽ dùng nỏ đá đánh cho cô ta tan tành. Trở tay không kịp, ta phải giết ngươi. Thả ta ra, thả ta ra, ta phải giết ngươi. Đại Dương à, đây gọi là sa vào miệng lưới đó. Ta không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất thôi. Ngài vừa ý không? Tốt nhất là như ngươi nói nha. Từ đó phải cẩn thận cây quạt của Thiếp Phiến, quạt bay các ngươi. Ngươi cầm máu lại đi. Đến đây, kéo búa bao, kéo búa bao. Đại Dương à, vì sao đợi lâu như vậy rồi? Người nên đến thì chẳng thấy. Ngươi hiểu gì chứ? Tối nay đối với ta mà nói ý nghĩa trọng đại đó. Đợi bao lâu cũng là sự chờ đợi ngọt ngào. Ta đã ngửi thấy mùi vị tự do rồi. Tự do. Hoặc 我应该相信